Lâu quá chưa sửa cái tuổi tuổi đó. Cái món này hai năm rồi quá. Đã giúp mua tiền lắm không à? Giúp mua tiền lắm anh giúp á. 600.000. Là mua gì đó chứ vậy? Được quay clip nè. Quay clip chứ? Dạ. Làm clip đi. Ừ. Cái giúp đây không trật ruột được cái này rồi. Chú đếc tiền quá không nhổ lông gà nhất hả? Cũng người ta nhổ lông gà hai cái nhíp rồi. Tật mấy lông mà dạng nó bông bông ở trong anh. Ờ nó dạng nó lắc dạng cái lông của nó. Sáng ở dưới còn cách hai con mà giống như nó non quá ấy. Cách ở trên không à, còn ở dưới là lông máu nhiều. Còn đời nhén lần nữa bằng thịt. Đó sợ bằng thịt. Có nhảy có giống giúp hai lần này, không ra sao. Mà thấy con nô đó nó nhảy được thì muốn bắt gì rồi mới nuôi. Ra đã kiếm được cho. Con đi quay suốt cứ đáy hiện chú trời trật đấy. Mày làm gì nè? Ý là không quen nhiều người gà có gà ấy. Kiếm gà thì không có. Có chú như chú chín không với ai. Chú chín giờ thầu khôi nói một bài đi hết rồi. Ông giờ nói ra ông mềm như cái chú vậy rồi à. Tối tàu. Nó còn con tơ tơ mà nó nuôi hai cái bé hay tám nhưng mà. Đúng rồi ạ. Nó làm giặt nó bữa nào nó cũng rửa hơn mà. Con ăn cái kiểm nhớ nè. Ờ? Con ăn cái kiểm á. Ăn đâu? Ừ? Ăn đâu? Phải con nãy nó còn mới lên biết. Chưa thấy mà ông còn hai con mà ông đi con còn con mà không biết con nào kiếm con đá ở đâu rồi đá đâu chồm đây nè bạn gà nó chưa có giặt mày xuống vậy mấy người kiểu như nói đốc đốc vậy á hai con tơ nhau ấy.